Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của tạp chí Game nhân Việt Nam. Và trong bản tin ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8, có những tin công nghệ nào mới nhất hãy cùng Thu Hà điểm qua ngay bây giờ nhé. Mở đầu bản tin thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những hình ảnh mô phỏng của iPhone 12 xuất hiện với thiết kế kế thừa hình hài của iPhone 4. Và những hình ảnh mô phỏng này được xuất hiện vào ngày 18 tháng 8, được đăng tải từ cộng đồng người hâm mộ Apple tại Israel, Palestine, cho thấy tường tận những thay đổi về thiết kế mới của iPhone, bao gồm sườn máy được vát phẳng thay vì bo cong tràn cạnh. Thậm chí là Palestine còn so sánh mô hình iPhone 12 để cho người xem thấy được sự tương đồng trong thiết kế của hai phiên bản này, đặc biệt là với chiếc iPhone 12 5.4 inch. Khi đặt cạnh iPhone 4 thì kích thước thân máy của nó không lớn hơn quá nhiều nhờ sử dụng thiết kế viền mỏng. Giống với các tin đồn trước đây thì yếu tố khác biệt chính giữa các mẫu iPhone 12 năm nay chính là cụm camera sau. Trong đó, các model iPhone 12 giá cả phải chăng hơn, dù cũng sở hữu cụm camera hình vuông khá lớn ở mặt sau nhưng chúng chỉ đi kèm hai ống kính, trong khi các model Pro sẽ có tới 3 ống kính máy ảnh và sự bổ sung của máy quét LiDAR mới. Theo các thông tin rò rỉ thì sẽ có ít nhất 4 phiên bản iPhone 12, bao gồm iPhone 12, iPhone 12 Max, iPhone 12 Pro và iPhone 12 Pro Max với kích thước màn hình từ 5.4 cho tới 6.7 inch, sử dụng màn hình OLED, con chip Apple A14 Bionic, có kết nối 5G và hỗ trợ cả băng tần sub 6 và mmWave ra mắt năm nay. Nếu iPhone 12 mang thiết kế của iPhone 4, tất nhiên là có nhiều sự thay đổi thì có lẽ sẽ là một điểm cộng lớn cho nhà táo. Bởi tới giờ này thì iPhone 4 vẫn còn được các fan coi như là một trong những chiếc iPhone có thiết kế đẹp nhất lịch sử. Như vậy là những chiếc vSmart Active 3 đã được cập nhật lên VOS 3.0. VOS 3.0 được tùy biến dựa trên hệ điều hành Android 10, bổ sung thêm nhiều tính năng mới, hữu ích cũng như là tối ưu hóa trải nghiệm của người dùng được tốt hơn và cải thiện được tính ổn định của thiết bị. Ngay bây giờ thì người dùng vSmart Active 3 đã có thể cập nhật lên phiên bản mới theo từng bước sau và cài đặt, cập nhật phần mềm, kiểm tra cập nhật. Sau đó hệ thống sẽ tự tìm ra bản cập nhật tải về. Sau khi đã tải về xong bản cập nhật thì bạn chỉ cần bấm nút khởi động lại và chờ một chút là xong. Dung lượng khá nặng nên sử dụng mạng Internet ổn định một chút nhé. Những tính năng mới của vSmart Active 3 sau khi cập nhật lên VOS 3.0 như sau: Android 10 và giao diện mới cho toàn bộ hệ thống và ứng dụng, các ứng dụng bảo mật độc quyền, không gian riêng tư, chuẩn mã pin, chuẩn gián điệp, đọc an toàn, hiển thị riêng tư, app locker và tiện ích vSmart Info, trạng thái thời tiết, chất lượng không khí, lịch âm. Bổ sung tính năng mới như là sử dụng AI, dự đoán từ, sửa lỗi nhập sai trên bàn phím VPort, chụp màn hình bằng cử chỉ 3 ngón và chụp cuộn màn hình. Bổ sung các hiệu ứng để mắt khi mở khóa, bật hoặc tắt ứng dụng, chuyển cảnh màn hình chính sang điện thoại. Một số cải thiện khác như là thêm nhiều lựa chọn tùy chỉnh với chế độ đơn giản, dễ dàng sử dụng các tác vụ cần thiết với ghi âm của cõi tự động, quay số nhanh. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với danh sách các máy Samsung nhận bản cập nhật Android 3 năm tới. Cập nhật Android trong 3 năm là tin vui với những người dùng máy Samsung, đó là thời gian khá dài. Trước đó thì Samsung thường chỉ phát hành hai phiên bản cập nhật lớn cho smartphone của họ, nhưng ngoại lệ sẽ có một số mẫu máy vừa được Samsung tuyên bố hỗ trợ tới 3 năm. Cụ thể thì sẽ có tới 38 thiết bị trong danh mục hiện tại của hãng sẽ nhận được bản cập nhật Android lớn này: Galaxy S20 Ultra 5G, S20 Ultra, S20 Plus 5G, S20 Plus, S20 5G, S20, Galaxy S10 5G, S10 Plus, S10, S10e, S10 Lite, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Note 20 Ultra, Note 20 5G, Note 20, Note 10 Plus 5G, Note 10 Plus, Note 10 5G, Note 10 và Note 10 Lite, Galaxy Z Fold 2 5G, Z Fold 2, Z Flip 5G, Z Flip, Fold 5G, Galaxy Fold, Galaxy A71 5G, A71, A51 5G, A51, A90 5G, Galaxy Tab S7 Plus 5G, Galaxy Tab S7 Plus, Galaxy Tab S7 5G, Tab S7, Tab S6 5G, Tab S6 và Tab S6 Lite. Với dòng Galaxy S hay là Galaxy Note thì sẽ được duy trì điều này, trong khi dòng Galaxy A chỉ có một số sản phẩm nhất định. Và S20 sẽ là sản phẩm đầu tiên trong dòng sản phẩm của hãng được cài đặt Android 11. Ok, vậy là vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau điểm qua những tin tức công nghệ mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 19 tháng 8. Và các bạn cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất hãy cùng comment để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye!